ký ức kinh hoàng của người chồng mất cả gia đình trong vụ cháy ở Kadena, ôm đứa bé chạy trong khói lửa mà ngỡ là con mình. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 23 tháng 3, chung cư Carina Plaza, phường 6, quận 8 trên đường Võ Văn Kiệt bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa bùng phát từ tầng hầm, sau đó lan nhanh lên các tầng phía trên. Hơn 16 năm kể từ thảm họa ITC cướp đi 60 sinh mạng, rúng động Sài Gòn. Một lần nữa, người dân thành phố đau đớn đối diện với thảm họa khủng khiếp lần này. Số người thiệt mạng trong trận hỏa hoạn đã lên đến 13 người. Trong đó, gia đình của anh Đỗ Quang Bảo Long, 37 tuổi, tài xế, có 3 người bị chết trong đám cháy, gồm vợ, con và mẹ vợ của anh. Hiện tại, sức khỏe anh Long khá yếu và đang phải điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5. Trong căn phòng bệnh ảm đạm, anh Long nằm lặng lẽ nhớ lại những ký ức kinh hoàng. Nhà anh Long nằm ở tầng 4 của chung cư Carina. Gia đình 3 thành viên gồm anh Long, vợ và con gái 2 tuổi. Dạo gần đây, bà ngoại lên Sài Gòn ở cùng anh chị để phụ giúp việc chăm cháu. Khoảng hơn 1 giờ sáng, đám cháy từ tầng hầm lan rộng, nhưng không nghe thấy thông báo gì. Bà ngoại thấy có khói nên lập tức chạy đến phòng, gõ cửa kêu vợ chồng anh Long thức dậy. Sau đó bà ôm cháu bé 2 tuổi bên người. Hai vợ chồng đưa bà ngoại và con tháo chạy ra phía cửa. Vừa ra tới hành lang thì thấy có rất nhiều người đang cuống cuồng tìm cách chạy ra khỏi tòa nhà, nghi ngút khói lửa. Cả nhà hòa theo dòng người chạy xuống bên dưới tìm lối thoát. Xuống tới lầu 1 thì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn từ tầng hầm, khói đen mù mịt gần như không thể thấy được ai. Mọi người bắt đầu lạc mất nhau, anh Long không thể nhìn thấy vợ con và mẹ vợ của mình đang ở đâu. Chỉ còn nghe thấy những tiếng la thất thanh, gọi tên nhau trong vô vọng. Không khí nóng gian, những tiếng khóc hòa trong khói lửa rợn ra người. Mọi người bắt đầu dẫm đạp lên nhau để chạy ngược lên tầng trên tránh khói. Nhiều người bị ngạt khói ngất tại chỗ. Trong đám hỗn độn, có một đứa bé nhỏ té dưới chân. Anh Long nghĩ là con của mình nên anh ôm đứa trẻ tháo chạy lên lầu 2. Tại lầu 2 thấy có một căn phòng còn sáng đèn. Mọi người chạy vào bên trong đóng chặt cửa lại để tránh khói đen tràn vào. Lúc bấy giờ anh Long mới nhận ra cháu bé mà mình ôm trong tay không phải là con của mình. Sau đó anh đã tìm được mẹ của đứa bé để trao lại, còn vợ và con mình ở đâu anh không biết. Sự sống và cái chết mong manh như sợi tơ, người thì khóc, người thì cầu nguyện, người thì chỉ còn nghĩ đến cái chết. Gần sáng lực lượng chữa cháy xuất hiện đưa mọi người thoát ra khỏi tòa nhà an toàn. Lúc bấy giờ anh Long gần như đã kiệt sức vì hít quá nhiều khói đen, anh được chuyển vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5 để cấp cứu. Sau khi qua cơn nguy kịch, anh Long gắng gượng đi khắp bệnh viện để tìm vợ con và mẹ vợ. Nhưng đi mãi mà chẳng hỏi han được tin tức của người thân. Cho đến khi nghe được thông báo, anh lặng người vì vợ, con và mẹ vợ đều đã chết trong đám cháy tối qua. Hiện tại họ đang nằm ở nhà tang lễ đợi người thân đến đón về. Anh Long như chết lặng. Anh muốn đến nhà tang lễ để gặp mặt vợ con và mẹ vợ. Nhưng vì sức khỏe còn quá yếu, bác sĩ không thể để anh rời khỏi bệnh viện. Nhà tang lễ chỉ cách bệnh viện vài trăm mét, thế nhưng anh Long chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm trên chiếc giường bệnh, lắng nghe những đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn từng giây từng phút cào nát trái tim. Tôi những tưởng anh sẽ gào khóc trước những tổn thương mất mát quá lớn, thế nhưng anh không khóc, anh lặng lẽ quay mặt vào tường im lặng, sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ. Có những nỗi đau không thể giải tỏa bằng nước mắt, nó cứ thế âm ỉ trong lòng người ở lại, giày vò và ám ảnh con người ta đến suốt cuộc đời. Trưa cùng ngày, người thân đã đến nhà tang lễ để thay anh Long đưa thi thể vợ con và mẹ vợ về quê mai táng. Hình ảnh ba chiếc quan tài nằm cạnh nhau khiến không ít người rơi nước mắt vì những tai họa thảm khốc.